chào anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ bài tin mừng của ngày thứ bảy tuần 29 mùa thường niên. Giờ đây mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilee bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilee này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilee khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất. Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Thưa anh chị em, hôm nay tin mừng kể lại một sự kiện có lẽ đang gây xôn xao, chấn động vì có nhiều người Galilee bị giết, bị Phi-la-tô giết. Chắc là họ là những người dùng bạo lực, đang có cái chuyện để họ dâng những cái máu con vật để mà chuẩn bị một cái cuộc chiến đấu nào đó. Và theo như được thông tin thì họ đã bị Phi-la-tô giết, rồi người ta kết luận họ đáng chết. Nhân đây, Chúa Giêsu nói đến tình trạng cứng lòng, cần phải sám hối. Không phải nhìn người khác bị tai họa để tưởng mình tốt lành hơn khi tai họa không xảy đến với mình. Thấy những người chết và cho rằng đó là những người đáng tội, đáng chết. Cho nên đôi lúc chúng ta có những thái độ như vậy. Có một lần tôi thấy một người bị bệnh tật, rồi con cái trong nhà ngỗ nghịch, xảy ra xung đột trong gia đình. Tôi có ý đến thăm thì có người nói rằng đừng đến thăm, nó bị vậy là đáng nó. Trước đây nó hống hách ngang tàng lắm, cho nên bây giờ bị như vậy là đáng tội. Thái độ cho mình là sạch, thái độ cho mình là đàng hoàng đúng đắn và kết án người khác là một điều không tốt. Và điều ấy còn có thể gây tác hại là nghĩ rằng mình không cần hoán cải. Có lẽ những cái câu nói ở trong dân gian đôi lúc làm cho chúng ta bị suy nghĩ sai lạc. Thí dụ như ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão. Vậy nếu mình không gặp người không gặp lành có nghĩa là họ không ở hiền. Và nếu mình không bị gặp những cái giông bão có nghĩa là mình đã sống tốt. Đấy là một cái suy diễn một cách không đúng. Cái nguy cơ ấy cũng xảy ra trong thời Chúa Giêsu. Người ta kết án những người bị tai họa, tai nạn xảy ra. Ngày hôm nay chúng ta thấy có những người bị tai nạn ở Rào Trăng Ba. Có lẽ có những người nói là chắc là họ làm gì xấu xa họ mới bị như vậy. Nhưng Chúa Giêsu cảnh báo mạnh mẽ là tai họa sẽ đến với tất cả những ai không chịu sám hối. Đó là điều mà hôm nay chúng ta cần lưu ý. Khi con người cứ lì lợm trong tội lỗi thì tai họa sẽ nhắc nhở họ rằng phải thay đổi nếu họ muốn được sống. Cho nên những cái tai họa lại là những cái điều nhắc nhở chúng ta rất nhiều. Đại dịch vừa qua cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta đừng cậy dựa vào cái thế gian, vào phương tiện. Bởi vì những điều ấy có thể làm chúng ta tưởng rằng mình có đủ hết mọi sự rồi. Nhưng
chúng ta phải nhớ chúng ta cần hoán cải. Đây không phải chỉ là để răn đe hay dọa dẫm đâu, mà đó là một sự lựa chọn gọi là sống còn ấy. Hoán cải hoặc là chết. Chúng ta thấy nếu không hoán cải là tất cả cũng sẽ bị như vậy. Chúa Giêsu nói rất rõ. Đây là một sự cảnh báo mà chúng ta cần chú tâm để đón nhận một cách nghiêm túc. Vậy sự hoán cải là một điều mà chúng ta phải thực hiện trong suốt cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục để mà nhìn lại cuộc sống của chúng ta. Có những lúc chúng ta cũng có những sự sa sút, vậy phải thay đổi. Và không thay đổi thì những cái xấu, những cái dữ nó có thể đến với chúng ta. Và không những chỉ hoán cải theo nghĩa là chúng ta phải loại trừ cái xấu, mà trong bài tin mừng hôm nay với dụ ngôn mà Chúa Giêsu vừa nói đến cái chuyện người chủ ra vườn thấy có cây vả 3 năm đã không sinh trái thì ông đề nghị chặt nó đi. Nhưng cái người làm vườn cũng đã xin ông để cho có thời gian, thêm thời gian để mà bón phân, để mà lo cho cây ấy nó có thể có trái. Vì vậy cho nên chúng ta thấy việc vun xới để mà cho nó ra trái muốn nói lên rằng cuộc sống phải sinh được hoa trái, chứ không chỉ là sống tử tế, sống tốt là đủ. Nếu cuộc sống không sinh hoa trái thì Chúa cũng sẽ tìm cách loại trừ. Vậy thì chúng ta biết rằng việc sám hối là để chúng ta có khả năng đón nhận ơn huệ. Việc sám hối là để chúng ta có thể tẩy rửa khỏi những điều gian ác, điều sai trái, để rồi chúng ta được phát triển. Không chỉ bằng lòng bảo vậy thì tôi cũng không đến nỗi xấu xa bằng kẻ này kẻ kia, mà chúng ta nói rằng đời sống của chúng ta có sinh được hoa trái tốt lành không? Nếu những hoa trái không sinh được ở trong đời sống của chúng ta thì đó là dấu hiệu chúng ta chưa có triển nở được, và nhất là chúng ta chưa đem lại những điều tốt cho nước của Chúa. Nên chúng ta không chỉ bận tâm đến việc chúng ta cố gắng sống tử tế, sống đàng hoàng là được rồi, mà chúng ta còn phải làm sao cho đời sống của chúng ta mỗi ngày được sinh hoa kết trái, những hoa trái của sự bình an, hoa trái của sự từ tâm nhân hậu, hoa trái của lòng biết ơn, hoa trái của lòng từ tâm. Tất cả những điều ấy chúng ta phải đem đến trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thưa anh chị em, hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hoán cải. Hoán cải và đừng nhìn người khác để rồi lên án họ, trách cứ họ. Tất cả những con người gặp những tai họa, chúng ta chỉ có bổn phận là yêu thương và cảm thông với họ. Nếu chúng ta làm được gì mà giúp đỡ cho người ta, đấy là điều chúng ta phải làm. Chứ đừng tìm đâu là lỗi, họ xứng đáng phải chịu. Hai là chúng ta cần phải nhìn lại chính mình mà thay đổi. Bởi vì đây là cái sự sống còn của chúng ta. Không hoán cải thì chúng ta sẽ phải chịu những cái tai họa khốn khổ. Và không những chỉ cần sống cho nó không đến nỗi nào xấu xa, mà còn phải sống sinh được những hoa trái tốt lành. Xin Chúa cho chúng ta ý thức điều đó, để chúng ta xây dựng đời sống đức tin, đời sống Kitô hữu của chúng ta một cách xứng đáng.